Nếu như mà lắp cái rổ cũ ấy, đây là cái rổ cũ, cái rổ này là của cái sau cũ mà của thằng theo hãng ấy, thì là bắt buộc phải dùng cái này mới thể móc được nó ra. Nhưng mà thứ hai nữa là khi mà đưa xuống ấy thì cái dòng chữ ấy, là phải úp xuống, dòng chữ ấy, phải úp xuống chứ không phải ở đây nhá, không phải nằm này. Nhưng mà đưa vào trong cái sổ này thì ở trong này ấy, nó sẽ có một cái miếng này. Cái miếng này ấy, thì nó sẽ có là ở trên là lỗ to hơn, dưới là lỗ bé hơn. Ở đây nó sẽ có một cái răng nữa, cái răng 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 cao su rất là bé. Thì hồi trước ấy thì khi mà bình thường ấy, cái bản của mà riêng cái bản này ấy, thì không hiểu vì làm sao ấy mà nó là có cái này, nó là inox. Vì cái này nó là inox ấy, thành ra nó hơi khác so với cả cái bản mà nó nhôm toàn bộ. Bản nhôm toàn bộ thì nó sẽ có thêm một cái răng nữa, cái răng màu đỏ. Nhưng cái này ấy là mình xin của cái cậu em, cái cậu mà có cái răng này, cái răng màu đỏ đấy, để làm gì, đặt vào đây. Thì khi mình đặt vào đây nó sẽ làm cho cái này nó không bị lung lay, nó sẽ rất là chắc, nó không bị lọc sọc. Bình thường đấy nó hay bị lọc sọc. Cái này mình đã đưa ở trên một số cái trên cái nhóm mà 1Z ấy, mình đã ấy rồi, nó hỏi rồi. Nhưng đại loại là từ lúc mà có cái răng này nó sẽ rất là ok đấy. Tiếp theo nữa là mình sẽ ốp nó vào đó. Khi các bạn nhìn đây, nó sẽ có cái này, nó sẽ rất là đồng tâm, nó sẽ rất là đồng tâm đấy. Mình sẽ ấn nó xuống, đừng có ấy. Khi mà mình sóc lên này bạn không nghe tiếng kêu gì thì có nghĩa là nó ok này. Như vừa xong là nó hơi hơi sóc rồi, nó bị mình đã sóc nó lại mở ra, điều chỉnh lại cái răng ở trên này. Ốp xuống, ốp nhớ đừng vặn nhé, đừng vặn xoay, đừng vặn, ốp thẳng xuống. Đây là cái rổ im ế, cái sao im ế, nhìn trông nó khác khác đấy, mà nhìn nào đấy. Nó khác, hai bên nó khác nhau, hai bên nó khác nhau. Cái rổ im ế này rất hay. Khi mà bạn cho ổ rồi im cái sau im ế này vào ấy, thì các bạn đưa cái gioăng vàng vào hay gioăng đen vào ấy, thì nó tháo ra, việc tháo ra nó rất dễ và không cần phải dùng những cái này nữa. Nhẹ vào để cho nó thấp, nó đều cái cao su xung quanh mà đều đều đấy. Mình giữ này, sắp khô tiếng kêu quá. Này vẫn đồng tâm ở dưới, ok, cứ đồng tâm ở dưới này là chuẩn nhá. Mặt chữ, hai mặt mặt chữ thì đặt xuống dưới. Cứ ấn bắt thôi, nhẹ nhàng mà ấn vào. Nó dùng cái rổ kia bất cập á, khi nào muốn thay thế thứ gì, muốn vệ sinh thì cứ phải dùng cái móc này. Mà dùng cái móc này kiểu gì nó cũng vỡ. Lúc đầu mình không biết, mình cứ dùng ấy thôi, cuối cùng nó vỡ mất một tí ở đây, không sao, vẫn ngon, rất là ngon. Sóc mà không kêu, vẫn đồng tâm. Đấy, suy ra là mình đã đổi, mình đã chuyển ngon. Đây, ngon rồi này rồi. Bây giờ mua thêm cái ổ sau rồi nữa, à cái rổ lọc đấy nữa là ok. Lọc của IMS nữa là ok, loại 18 g, chứ con này bây giờ đang dùng cái rổ 20. Rổ 20 thành ra nó sẽ khá là tốn cả khi các bạn sử dụng. Đấy, nếu không đủ để đủ 20 thì khi mà bạn ép xuống với 93 ấy, thì nước nó sẽ tẩy, nước cá chảy cổ tô ra ấy. Không ổn đâu. 20 g là chắc chắn ok với cả cái rổ theo hạng này. Cái rổ của nó new new ra thì nó cũng thế, cũng là 20. Thì tốt nhất là mua cái ổ 16 18 đấy, đủ loại đấy, uống cả là vừa phải vừa ngon. Ok, mình đã hướng dẫn xong việc thay cái sau rồi.
cho con i58 Pro. Đồ nó chỉ có thế thôi, nó cũng chẳng có gì đâu. À, ngoài ra để ý tí. Ở trên này có cái răng. Cái răng này nó hay bị rơi ra. Để ý tí. Hay rơi ra. Nó cũng bình thường thôi, mình dùng thì nó không vấn đề gì. Khi mà mình mở ra lúc mà nó đang nóng ấy thì cái răng này nó rất dễ rơi. Nên lúc nào nó không nào nó nguội nguội thì cứ thoải mái. Đây, xin cảm ơn.